Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay thì Quang Minh Audio sẽ về được rất nhiều cái dòng dây quang bãi của Nhật. Đấy, anh em nhìn trên này rất nhiều dòng dây quang Hitachi của bãi Nhật, anh em nhìn rất nhiều. Đấy, về được rất nhiều để phục vụ anh em chơi. Hôm nay rất nhiều anh em có hỏi tôi những dòng dây quang của Hitachi bãi Nhật đó anh em, và dòng này thì anh em quá quen thuộc đấy, những sợi dài này hoặc đây những cái sợi này đó. Đó anh em thấy không? Rất nhiều nha, chúng ta về là rất nhiều của anh em. Anh em chơi DAC giải mã thì biết rồi, chất lượng âm thanh nó phụ thuộc rất nhiều vào thứ nhất là có DAC giải mã của anh em, chất lượng có tốt, có giải mã chất lượng cao hoặc là hỗ trợ chơi nhạc, kể cả những dòng 24 bit hoặc 32 bit, anh em có thể lấy tần số lên mẫu được lên tới rất là cao, lên 768 kHz, hoặc là hỗ trợ chơi nhạc đọc USB thẻ nhớ, có nhiều dòng. Nhưng mà ngược lại khi mà anh em chơi DC giải mã lấy tín hiệu từ TV xuống qua cổ quang thì dây quang rất là quan trọng anh em nhé. Đó, dây quang rất quan trọng. Như anh em đã biết, dây quang thì khi mà mua DC giải mã của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em những cái sợi dây quang Hitachi bãi Nhật trên này để anh em cùng về kết nối từ TV xuống DC giải mã của anh em nhé. Đó, đây anh em nhìn này, tôi giới thiệu chi tiết cho anh em. Đó, anh em thấy không? Dây quang của Hitachi vậy, anh em nhìn, đó, tôi để sát hai đầu cho anh em nhìn, đó, dây quang của Hitachi bãi Nhật, đấy, ở ngoài sẽ được có cái cơ lúng cao su bảo vệ, đầu cũng cao su bảo vệ, anh em nhìn, đó, cứ rút được, nguyên khối, đúc nguyên khối anh em nhá, hàng này là hàng nguyên zin, đúc nguyên khối, đó, nguyên zin đúc nguyên khối, bãi Nhật Hitachi bãi Nhật này, thì chúng tôi có hai kích thước, thứ nhất là sợi này là dài 80 phân. Xin lỗi anh em, dài 1m8 anh em nhé. Và những dòng như này dài 5m cho anh em dùng những, cho những tín hiệu, những thiết bị ở xa 5m. Đây là 5m, còn đây là 1m8 anh em nhé. Ở ngoài đầu này được đúc nguyên khối anh em nhé. Nhìn anh em nhìn đầu nguyên khối nguyên zin. Dây vừa ống phía ngoài nó bọc một lớp dù. Anh em nhé, nó bọc một lớp dù. Bảo đảm luôn, chơi thì yên tâm, anh em chơi độ bền thì tối đa. Anh em chơi những dòng này thì yên tâm, rất là yên tâm luôn, dòng dây quang bãi như này. Khả năng truyền tải tín hiệu âm thanh rất là tốt, như xong nó sợ. Và những cái đầu này, có nhiều anh em hỏi tôi những đầu này thì liệu có trang cắm được vào DAC giải mã hoặc vào cổng quang của TV không, và xin giới thiệu với anh em, xin nói rõ anh em, đầu này nó chuẩn chung, chuẩn là chuẩn chuẩn quốc tế, chuẩn thế giới anh em nhé. Tất cả các cổng optical đấy, chuẩn chung, chuẩn quốc tế, chuẩn thế giới, nên anh em yên tâm đấy, cắm được tất cả các thiết bị của cổng optical tổng quang học anh em nhé. Một chiều vào là sau âm đi, một chiều DAC giải mã. Đây ví dụ đây, có con DAC Quem Pro của Suka, anh em dòng này thì anh em quá quen thuộc rồi, giới thiệu rất nhiều anh em và anh em chơi đánh giá rất cao về dòng này. Và ví dụ như mua DAC giải mã này, chúng tôi sẽ tặng dây quang 1m8 nó, đây có cổng quang này, anh em nhìn không, optical là cổng quang này. Đấy, và cổng quang của dây quang Hitachi này anh em nhỉ, tôi cắm này, cắm cho anh em vào. Đó, anh em thấy không, rất là chắc chắn. Đấy, khi mà vào đúng cái dòng này anh em chỉ cắm được đúng chiều nhá, cắm ngược chiều, cắm sai chiều không thể vào được, mà đúng chiều vào tách cái anh em thấy không, tiếp xúc rất là tốt luôn anh em nhá. Đó, 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 để giới thiệu cho anh em cái tầm quan trọng của dây quang đó. Ví dụ như con DAC Quem Pro này, giải mã đến 24 bit, nhưng mà anh em mà dùng những dây quang kém chất lượng thì chất lượng âm thanh nó sẽ không được đảm bảo như khuyến cáo nhà sản xuất anh em nhé. Những cái dây quang mà chất lượng kém thì dẫn đến tín hiệu của anh em ra nó sẽ không được đảm bảo anh em nhé. Đó, và anh em nào mà chơi thì nâng cấp lên, anh em nào mà có thiết bị rồi thì nâng cấp lên những cái dòng dây quang này thì chơi thì yên tâm. Và các anh em nào mà mua DAC giải mã của chúng tôi thì chúng tôi có kèm theo cái dây quang Hitachi bãi Nhật này. Thiết bị của anh em xịn sò thì hãy chọn cho mình những cái dây quang chất lượng để cho phù hợp với thiết bị của anh em nhé, để đảm bảo chất lượng của âm thanh tốt nhất. Và trên đây thì Quang Minh Audio sẽ giới thiệu với anh em về cái dòng dây quang Hitachi bãi Nhật. Anh em nào mà yêu thích video xin vui lòng like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi anh em nhé. Và xin báo giá thì cho anh em tham khảo một sợi dây quang Hitachi bãi Nhật dài 1,8m này anh em nhé, dài 1,8m này, có giá là 190.000 và sẽ bao ship toàn quốc. Và sợi 5m lần này chúng tôi sẽ có rất tốt, sợi 5m giá rất tốt, trước kia có giá khoảng 500.000 trên một sợi này, đợt này tôi được giá rất tốt để cho anh em với giá là 360.000 trên một sợi 5m thế này anh em nhé. Xin nhớ anh em, 360.000 trên một sợi dài 5m anh em nhé.
Đó. Anh em nào mà yêu thích video, có nhu cầu có thể là để lại bình luận ở những thông tin ở dưới phần bình luận hoặc để lại số điện thoại anh em nhé. Rồi anh em có thể liên hệ tôi 0944 737321. Xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nhé.